Tập 34. Ban chủ, đó là xe móc của chúng ta. Người Trung Quốc đáng ghét. Đừng vội, ngươi xem, không phải chúng đang đưa về lại cho chúng ta sao? Ishii, ngươi nói lại không giữ lời. Gọi chúng ta tới thi đấu, sao không hạ giáng cầu? Long Thiến Hải, tại sao ngươi mang nhiều người như thế tới? Đây đều là những người làm chứng mà ta mời tới. Trận đấu hôm nay là cuộc đối quyết đỉnh cao giữa gánh xiếc Yamamoto và gánh xiếc Hoa Dũng. Những người không liên quan khác đều không được can dự vào. Ngươi nói láo. Nếu ngươi chơi xấu thì phải làm sao? Gánh xiếc Yamamoto của Nhật Bản chúng ta luôn giữ lời. Muốn nói tới công bằng đúng không? Bảo đám đến kia rút khỏi sớm. Ta sẽ bảo những người chứng kiến đều rời khỏi. Chỉ còn lại hai cánh xiếc Yamamoto ngươi và Hoa Dũng thôi. Đánh đơn độc thế nào? Đừng phí lời với hắn. Ngươi sợ rồi chứ gì? Thế này, giao bát bạc ra, đỡ phải phí công vô ích. Ban chủ, bọn chúng có chuẩn bị mà tới. Kẻ tới không có ý tốt, khai quả thôi, không được. Nhiều người như thế, biết làm sao hết được? Nếu như để truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng tới quân Yamato chúng ta. Thả chúng ra. Đừng quên, chúng ta còn có cơ quan, có thể một lưới diệt sạch bọn chúng, trừ quả mãi về sau. Dân Long Chiến Hải, hoan nghênh các ngươi về thăm chốn xưa. Nhưng mời các ngươi hạ tất cả vũ khí xuống. Hơn nữa, tất cả đạo cụ bao gồm xe cộ đều không được đem vào. Quá đáng quá. Không phải ức hiếp người sao? Không được. Vậy chúng ta không phải ức hiếp người sao? Chết cũng phải kéo cái đệm lưng. Không có đạo cụ thì thi đấu làm sao? Trận đấu giữa chúng ta chỉ là lên núi đao. Không cần tới đạo cụ vậy cũng được. Các ngươi bỏ súng xuống trước đã. Chúng ta sẽ không cầm đồ theo. Đúng, các ngươi bỏ súng xuống trước đã. Xin lỗi, nếu các ngươi không đồng ý với điều kiện của chúng ta, vậy ta chỉ đành coi như các ngươi bỏ quyền lợi. Mời về đi. Đội trưởng, đưa súng cho tôi. Đừng miễn cưỡng, tôi hiểu. Mọi người đừng quản, nghe bọn chúng. Đến lúc đó, tùy cơ ứng biến, xem tình hình hành sự. Chúng ta đồng ý với ngươi. Rất tốt. Thả giáng cầu. Qua đi. Người tiếp theo. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Qua đi. Đi. Ngươi, qua đây. Đi. Giỏi quá. Trở thành không có thật. Chiến Hải nói ở Bảo Định quen một người làm xiếc cổ, Phùng lão gia của phường rượu. Không có quan hệ sư đồ danh phận với ông ấy. Được đó Chiến Hải, có bản lĩnh. Murano, kiểm tra xe móc một chút, nhất định phải kỹ càng. Nếu như phát hiện ra vũ khí thì lấy đó làm lý do tiêu diệt bọn chúng. Dân, sau khi kiểm tra xong thì lái xe về, sau đó mau chóng kéo giáng cầu lên. Hiểu rồi.
Mọi người đừng quản đi. Người phải qua đó. Mọi người phải chú ý, bốn phía đều là tay bắn tỉa của Nhật. Đi, qua đó. Thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đao này mở lưỡi. Mọi người cẩn thận chút. Đao ở trên núi đao mà không mở lưỡi thì gọi gì là lên núi đao? Gánh xiếc Yamato chúng tôi thi đấu với người khác đều là thi đấu công phu thật. Thật hay giả thì lát nữa sẽ biết. Được. Ban chủ, đã kiểm tra trên xe không có vũ khí. Trời không còn sớm nữa. Bắt đầu đi. Xin mời. Cách thi đấu thế nào? Lúc nãy ta đã nói. Lên núi đao, lấy bát bạc ra đây. Đó là bát bạc của chúng ta. Phiền mọi người hãy nhìn. Bát bạc này chính là vật đánh cược của ngày hôm nay. Nếu chúng ta thắng sẽ mang bát bạc đi. Nếu như thua, bát bạc này vĩnh viễn thuộc về gánh xiếc Yamato. Các bà con, hôm nay cho dù có cược cả tính mạng cũng phải giành được bát bạc trở về. Đúng thế, giành trở về. Ishii, để bát bạc xuống. Hôm nay đừng chơi xấu đó. Cái này ngươi yên tâm. Long Chiến Hải, thi đấu rất đơn giản. Hai bên chúng ta, mỗi bên cử ra 5 người. Ai giành được bát bạc trước thì xem như người đó thắng. Được. Công bằng. Chiến Hải, để tôi lên trước. Anh chưa từng chơi cái này. Không được. Bây giờ chúng ta không thể để ý nhiều như thế được. Được. Nhớ kỹ những lời tôi nói với anh. Bắt đao sau lưng, dài phải bằng, vận động theo trục ngang. Ngàn dạng không được chạm theo trục dọc. Hiểu rồi. Bốn người chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Cô lên trước đi. Tinh thần thoải mái. Cướp bát bạc trở về. Được. Các vị huynh thân, cô gì chú bác, hôm nay Long Chiến Hải dẫn theo các vị hảo hán khắp nơi về đây. Hôm nay trở về không vì gì khác, dựa theo nguyên tắc nghề xiếc của Trung Quốc chúng ta, thi đấu phần thắng bại thông qua 5 chiêu gánh xiếc hoài dũng của Sớm Tiên Nhân và gánh xiếc Yamato của Nhật Bản. Trước đó đã qua 4 chiêu. Chiêu thứ nhất tại Quốc Kỷ Diện Bảo Định, gánh xiếc Yamato đã giành chiến thắng. Chiều thứ hai vẫn là ở Bảo Định, tại kho hàng nhà họ Sùng, Phượng Cô bị bắt, gánh xiếc Yamato một lần nữa giành chiến thắng. Chiều thứ ba tại xưởng nước hoa Đông Dương, cứu được giáo sư Âu Dương,
Gánh xiếc Hoa Dũng Thắng. Chiều thứ tư, trên tàu quả, chúng ta bắt được chuyên gia Takahashi của Nhật. Gánh xiếc Hoa Dũng lại thắng. Có phải vậy không Ishii? Được. Hôm nay, ngay chính tại nhà tôi, gánh xiếc Hoa Dũng và gánh xiếc Yamato một lần nữa đối đầu, hoàn thành chiêu cuối. Chiêu thứ năm chính là như Ishii đã nói, lên núi đao. Chúng tôi xin mời chư vị làm chứng. Được, này không cần nói. Hôm nay tôi mạn phép cậy mình nhiều tuổi làm trọng tài cho mọi người. Được chứ Ishii? Nếu không, ngươi cũng cử một người làm chứng. Gánh xiếc Yamato chúng ta không rườm rà như các người. Bắt đầu đi. Nhanh, nhanh đuổi theo. Nhanh lên. Bây giờ cuộc thi bắt đầu. Hatoyama, xử lý hắn. Dân, mắt hí, cẩn thận. Anh Chiến Hải, lên. Hatoyama, thưa ngài Oshima, gánh xiếc Yamato và gánh xiếc Hoa Dũng quyết chiến núi đao. Đó là cơ hội ngàn năm có một. Tôi muốn đi quan sát một chút, không biết. Để đề phòng bất trắc, xin tướng quân mặc vào. Không, tại sao? Nếu như có thể tiêu diệt bọn chúng, tại sao phải mặc trang phục phòng quá? Nếu như không thể tiêu diệt bọn chúng, vậy hà tất phải mặc nó? Phượng cô, song lượng. Song lượng trưởng ban. Cô, mau nhảy xuống. Được, chuẩn bị bắn.
Đội trưởng, tiếp súng. Đi. Lui. Đại sư huynh, anh không sao chứ? Chiến hải, đỡ lấy cờ. Đội công tác vũ trang hành động rồi. Phát điện báo cho tiểu đoàn trưởng Trương. Phát điện báo. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, sớm tiên nhân bắt đầu tiến công rồi. Được. Hướng tầm ngắm về lão khẩu hổ. Khai pháo. Ta là Ishogai, tiếp lão khẩu hổ. Báo cáo trưởng quan, phía trước gặp phải sức công kích mãnh liệt của Bát Lộ quân. Mau lên. Chiến hải, chúng ta phải tìm cách kiếm về cây đao. Đao, Lưu Khuê, thế nào rồi? Gắn được chứ? Gắn được. Đi thôi. Đi. Các đồng chí, xông lên. Xông lên. Các đồng chí, yểm trợ tiểu đội 2, bắt cầu lên. Đi mau. Đại đội trưởng 1, có. Đại đội các cậu canh phòng miệng hổ cho tới khi chúng ta rời khỏi an toàn. Rõ. Đại đội trưởng 2, có. Đại đội các cậu dẫn giáo sư Âu Dương và chuyên gia Takahashi cùng tôi chi viện cho thành tiên nhân. Rõ. Nói hai chúng ta là trẻ con, không cho tới thành tiên nhân, chúng ta cứ đi đấy. Nói thế nào chúng ta cũng là chiến sĩ của Bát Lộ quân, tốt xấu gì cũng phải giết dạ tên Nhật cho họ xem chứ. Chúng ta mà giết được Ishii thì lập được đại công rồi. Đến lúc đó Tư lệnh Dương còn phải đội dòng nguyệt quế cho chúng ta đấy. Mày thấy đúng không tay to? Mọi người bịt mặt vào, mau lên. Đội trưởng, các anh tới phòng khí độc, chúng tôi ở đây. Được, đội vũ công, theo tôi. Xông lên. Các đồng chí, nhảy qua. Cẩn thận.
Lưu Khuê! Đại sư huynh! Tình khốn, mày chạy đi đâu? Đại sư huynh, anh không sao chứ? Anh không sao chứ? Không sao. Tên khốn Ishii đó không đánh lại được anh, nên dở chiêu kim độc. Gì cơ? Anh trúng kim độc rồi sao? Ở đâu vậy? Ở đâu đại sư huynh? Cô nhóc này, cây kim độc thứ hai đã đâm vào tim rồi. Đại sư huynh, anh cố gắng lên đại sư huynh. Đừng khóc, đừng khóc. Con nhỏ ngốc này, sư huynh phải đi rồi. Em phải tiếp nối gánh xiếc Hoa Dũng. Đại sư huynh, anh là trưởng gánh xiếc, anh phải duy trì gánh xiếc Hoa Dũng chứ. Anh có lỗi với sư phụ. Đến lúc anh gặp sư phụ, người sẽ lại phạt anh cho xem. Đại sư huynh, anh là đại sư huynh tốt nhất trần đời này. Nói với tên họ Long đó, bảo hắn đối xử tốt với em. Đừng nói nữa. Đại sư huynh, đại sư huynh, các đồng chí xông lên. Đánh nổ nơi này cho ta, để người Trung Quốc biết bộ mặt thật sự của kế hoạch thiên sứ. Dân. Bọc đánh trái phải, dân. Đánh nổ cho ta. Đi. Có giỏi thì đừng chạy.
Là Ishii. Chúng ta phải cản hắn. Tay to, xông lên, cào mặt hắn, mau lên. Tay to, tên khốn, ta liều với ngươi. Chết hết đi. Là Ishii. Mau lên, đừng để hắn chạy. Bắt lấy hắn. Đuổi theo, bắt lấy hắn. Bắn cho tôi. Đuổi theo. Xông lên, đầu sắt. Xông lên, bắt lấy hắn. Đầu sắt. Các cậu tiếp tục đuổi theo. Đuổi theo. Đầu sắt. Đầu sắt. Cố gắng lên. Giết Ishii. Các cậu ở đây cứu đầu sắt. Mau lên. Những người khác theo tôi đuổi theo hắn. Rõ. Đuổi theo. Giết. Bắt lấy hắn. Ishii đâu? Sao vậy? Đại sư huynh. Đại sư huynh đi rồi. Dù Ishii chạy đi đâu, tôi cũng phải bắt được hắn. Tôi muốn tận tay giết hắn, báo thù cho đại sư huynh. Ishii không chạy thoát được đâu. Không thoát được đâu. Tôi nhất định tận tay giết hắn. Nhất định. Dẫn tôi đi gặp đại sư huynh. Đuổi theo, bắt lấy hắn. Đừng để hắn chạy thoát. Đừng để hắn chạy thoát. Ishii, ta phải giết ngươi. Phượng cô. Dây lấy. Thiên hoàng bệ hạ vạn tuế. Dừng lại. Ishii, ngươi đúng là một tên hèn nhát. Đừng vội chết như thế. Còn nhớ cái dáng cầu này không? Trên dáng cầu của xóm tiên nhân, chúng ta coi ngươi là người bạn của giới tạp kỹ Trung Quốc, hoan nghênh vào trong xóm tiên nhân. Chúng ta coi ngươi là bạn bè. Ngươi diệt chính đời chúng ta. Ngươi ba lần bốn lượt giở trò. Hôm nay có thể giống một người đàn ông thi đấu chân chính một trận hay không? Cược mạng của hai chúng ta. Chiến Hải, anh không thể đấu với hắn. Hắn luôn giở trò. Anh không thể tin hắn. Các đồng chí, nổ súng. Giết hắn đi. Các đồng chí, dừng tay. Dừng tay. Tôi muốn tự tay giết hắn, báo thù cho hương thân phụ lão của xóm tiên nhân. Được. Long Chiến Hải, ngươi đừng hối hận. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi trả giá cho hành vi của mình.
Hải cẩn thận. Hay, hay, hay lắm. Hay. Đúng, cái đó. Cẩn thận chút, không sao. Mọi người hãy yên tâm ra đi. Đại sư huynh, Ishii chết rồi. Chúng ta thắng rồi. Đại sư huynh, đợi anh gặp được cha, anh nói với ông ấy, chúng ta không để gánh xiếc Hoa Dũng mất mặt. Bát bạc này chúng ta dành về cho mấy một cách quang minh chính đại. Bát bạc này anh cầm chắc nhé. Chú nhỏ, chú yên tâm đi nhé. Kiếp sau con vẫn là người của xóm tiên nhân. Thank you.
Người của xóm tiên nhân đều mất hết rồi, chỉ còn lại hai chúng ta. Anh Chiến Hải, không khóc. Chúng ta không khóc. Sau này em sinh cho anh rất rất nhiều con. Người của xóm tiên nhân sẽ không tuyệt hậu. Tiết lộ hồ sơ, từ năm 1931 đến năm 1945, Nhật Bản sản xuất chất độc hóa học tổng cộng 7.376 tấn, trong đó có 3.729 tấn bị nghi ngờ sử dụng trong chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Theo thống kê không hoàn chỉnh, quân Nhật dùng chất độc hóa học trong chiến tranh Trung Quốc vượt quá 2.000 lần, khiến hơn 10 vạn người trực tiếp thương vong. Cho đến nay, Trung Quốc thống kê được khoảng 2 triệu quả bom hóa học bị bỏ rơi và 100 tấn chất độc hóa học, khoảng hơn 300.000 quả bom hóa học và hơn 20 tấn thuốc độc đã được Trung Quốc tiêu hủy hoặc tạm thời xử lý trên khắp cả nước. Cảm ơn các bạn đã đón xem phim tại Hoa Thành Phim. Hẹn gặp lại các bạn ở các bộ phim sau.